de gheal. Mile, 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 mile pe Maidan. Pentru tine, tine, să-ți dau un dar, dar... Chào các bạn, chào buổi chiều này. Mình là Đức Toại, Công Tuyền. Chào tất cả em. Hai anh em xin đôi anh em ạ. Đấy, ba anh em mình như đây lên nhà nghỉ ngủ. Sang Hải Dương thì anh Hải Dương quay phim với anh con Ngân Chọc. Thì anh Ngân bảo là lên nhà nghỉ ngủ, có cả anh Thật nữa thì anh Thật lang thang với Thách, nhưng bảo nghe bảo tầng 6 chắc có anh tìm rồi. Không có sông hơi, anh ấy bảo tầng 6 có sông hơi, anh ấy xuống luôn rồi anh em ạ. Đấy, bốn anh em lên đây ngủ nhưng mà đây. Chống lại, anh vẫn chưa tắm đâu, kiểu gì tí nữa về anh cũng tắm là. Bây giờ ba anh em mình nghĩ ra một cái trò là tí nữa anh ấy về ấy, thì mình sẽ giấu quần áo đi cho anh ấy tắm tí nữa, giấu vứt cái quần áo luôn. Nhờ, cho lên nóc tủ nhỉ. Ông lên đây chỉ mang một bộ thôi mà, không có bộ nào đâu, một bộ trên người thôi. Tí chứ cởi chờ khỏa thân luôn mà. Đấy. Đấy tí nữa anh Thật về thì anh em mình sẽ giấu quần áo anh Thật đi cho anh ấy cởi chuồng luôn hôm nay ấy. Đấy. Khỏa thân luôn. Thì bây giờ sẽ để anh ấy về thôi, để quay tiếp chứ bây giờ anh ấy chưa về thì không biết quay gì nữa. Rồi không quay. Ok, bây giờ Chiến sẽ đặt máy quay mọi người nhá. Ok anh em ơi, Chiến sẽ giấu máy quay nhá. Giấu máy quay chín rồi anh em ạ. Thật không thấy được đâu. Đội Thật về không? Em làm chắc được giờ, vẫn chưa về lâu. Không hơi à. Uống không? Thế này có bao giờ ông đi ngã mà ông về sớm đâu. Làm nào thì thế. Phải làm đôi nháy về. Thật còi. Mà không đéo lớn được. Thật còi. Ông chán bao nhiêu rồi. Ôi giời ông này. Ừ, là ông ấy. Nhà nghỉ có thang máy chứ mẹ. Nhà quay đường phố này. Anh cứ bấm bắt được từ 1 thôi lên từ 8. Xong rồi xuống thì còn trôi phê. À thế cứ đi 10 vòng mấy chục vòng mới về. Tầng 6 có mát xa. Thế sao Chiến bảo anh đi với cả em làm. Hả? Chiến bảo anh đi với em làm. Mua nhỏ em sao. Thì có em làm. Bởi Chiến nó gọi cho Hảo biết mà. Bởi Chiến gọi cho Hảo biết. Lần như một nghèo với nhau. Mẹ người hôi như cú. Người hôi như cú ấy, thề luôn. Mẹ toàn mùi gái mà em không tắm đi. Mày á, về Hảo biết giết. Hôi thật. Tối tao ngủ mình rồi. Hai ngày không tắm rồi. Cái gì, tối nay anh phải thuộc về hạng em rồi. Tối nay nằm giữa. Chạy có bạn trai cô thằng lấy áo ra đây. Đó mày, áo đi ăn đi. À tao ấy. Sao anh bảo anh mang mỗi bộ này lên mà? Này, đó. Anh biết làm ở đất ai không mấy cái tai nhỉ? Có một quần hai áo gì. Áo tao rồi. Sang anh đây. Sao ra em hỏi đi. Mang mỗi áo mỗi quần mỗi người. Cái này chắc là ấy nhỉ, thằng này có chân chưa? Chưa, cái này để mình tăng xong mình quấn ấy, mình quấn người thì ở lần bà ấy. Mấy mày phải chạy lạc đi. Mẹ mày không thể chạy đi bên mày. Người ta có kinh nghiệm, người ta dạy cho. Chúng mày trông toại tao thế này, gì tao tắm cô. Chiến đi. Để áo ngoài cho ông ướt đấy, không có chua treo. Cho không có chua treo đâu, để ngoài thôi. Cởi xong cái nào ném vào đây này. Sao anh không thể như thế này. Đi bên cửa không có khóa à? Khóa đâu, khóa làm gì nhỉ? Hắn kêu mình nhá. Tại chứ lúc vừa đánh ủi cái đánh cho tôi muốn đi sợ rồi. Chậm. Xuống thằng 6 giờ. Này thế. Tôi đi. Còn không quay theo. Còn mình quay ra. Còn quay theo. Anh em ơi, cửa không khóa đâu. Cửa không khóa. Anh
người ơi, sống ở trên căn mình em mang về nuôi. Sống ở người ơi hoa, hoa bắt đầu rồi. Ok anh em ơi. Giấu được rồi, anh Kim mang đi rồi. Phải đố anh ra được anh. Ra mở cửa chứ. Bây giờ nha mọi người nha. Chiến sẽ quay luôn mà cái kia. Bây giờ anh xem anh bước ra kiểu gì nha mọi người nha. Chờ ông tắm xong. Đấy, giờ mình quay thẳng thắn luôn, không phải sợ luôn nữa. Ô bà ơi! Cái gì? Tắm đi kêu cái gì? Quần tao đâu nhỉ? Quần đâu hỏi cái gì? Hỏi Chiến, hỏi gì em? Con tao mang lên rồi mà. Anh mang lấy em hỏi bỏ leo này. Đi ra ngoài lấy chỗ của tao phải không? Cái gì? Ra ngoài này nói xem nào. Ra ngoài này nói xem nào. Sao anh mang về đây? Đâu, ra đây xem nào. Đây xem nào. Ra đây xem nào. Nhớ đăng ở đất nào nhá. Bố mày cởi chuồng lên và mày quay video lên mày cộng đồng. Ừ. Thích chưa đây? Ra đây không buồn. Một khi đã chơi đám máu sợ gì đấy. Này về về hai em đố anh đây đánh nhau ra. Rồi bước lên. Rồi bước lên. Trời ơi. Cho anh em ra anh ít để ra. Thì bắt đạt em kia mà. Em mà mày làm chiến ác lắm à. Ra đây. Ra đây cộng đồng. Mà đây. Ok chạy thôi nhỉ. Ôi chạy. Ôi cái ông về rồi. Ôi được gọi điện quay lại đi. Chiến đưa cho cái ông hộ. Tao giết con thằng đấy. Bảo Sơn mang về rồi. Cái ông vừa lên đăng ký phòng cho mình về rồi. Tao không quân. Chiến đi ra tặng tuyên mày quân của ai? Em quân ai em cũng quân. Mày nhớ nhá. Sao quên mà mày chết ra. Anh chôn em nhiều giờ nên em phải chôn lại chứ. Được, mai mày cuốn gói khỏi tem nào. Tem Chiến. Bây giờ từ mai hát là chúng mày theo ông Chiến. Mọi người dối à? Rồi. Mọi người giải. Giải gọi ngoại đến giải đó. Không ra cứ ở trong đấy cả đêm nhá. Giải. Này. Cái thằng nào thằng đủ duyên nét đây. Mẹ ơi. Thằng nào kinh thế thì các bạn. Em. Về đây phòng ấy à? Ui. Về đây phòng rồi ạ. Lên phòng lên chó. Không đi chạy đâu nhỉ. Không đâu, gọi điện đi. Gọi điện thoại anh về đi. Ê từ, ra đây em gọi về em giả thề luôn, không quay đâu. Thật ơi. Không quay đâu, thật. Ra đây em gọi anh ấy mang quần về giả cho. Mẹ ơi. Nhận tin cho ngoài sao ạ. Trồn ngu được ông Nghiêm cầm về. Ông đi thật đấy. Ông đi thật thôi hả mẹ. Từ đang gọi. Mày đưa quần của mày lên.
Bà chết. Bà chết. Ôi, tung quần chết đấy. Lên đây anh thật để cáu rồi đấy. Anh đang cáu rồi đấy. Này anh lên nhá. Em không đùa đâu, phải để cáu em rồi. Mình cứu quá trưởng à. Anh đang đi rồi. Cái tội mẹ đi chơi gái rủ anh em. Để ba thằng ở nhà mốc mồm nên mình đi chơi gái của mình. Về này mà thịt mẹ. Lém gì em đấy. Tần Sáu ơi, xong hơi, tôi xong hơi. Ai ạ. Ấy 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 ấy. À à, tôi cho mày được. À bố mày có còn khăn nữa. À kinh quá nhở, nhiều khăn đấy. Đúng tranh ngành khá. Nhở. Mặc đấy. Sao lại nhìn thấy giống tranh ngành ra tiết tiền được đấy. Ông kia mất tích rồi. Thôi xong rồi, anh thật vậy đây, không có quần áo mặc được. Đúng cái ông cầm chuẩn về thế này. Cả đêm anh đi trong kia chết rồi. Ok anh em ơi. Đấy. Quay. Đấy, anh Sơn đâu rồi? Chúng ta một. Chúng ta một. Đấy. Lẻ ra đây. Đấy, đưa đưa anh đi cho anh. Đấy. Thôi chạy đi, chạy đi, chạy đi không ai cáu ấy. Anh Sơn đi đi đâu? Em không biết gì đâu các anh nhá. Ui. Chân lên công rồi anh em ạ. Ngày trước ở Bắc Giang anh ấy suốt ngày chôn mình. Hôm nay mình có dịp gặp lại anh ấy tại Hải Dương, mình chôn lại được anh ấy anh người ạ. Hôm nay nhờ cả hai anh em gì nhỉ? Tội ta với cả Tiền Mốc. Tiền Mốc. Với cả anh Sơn Béo, ấy Sơn Béo. Chào anh em nhá. Đi câu đi giờ đi thang máy sương quá, đi cứ đi đi lên đi xuống. Đi xuống. Thang trời lắm anh em ạ, thang đi đi xuống. Đấy. Kiểu. Thế là làm anh thật anh thật cáu lắm rồi mọi người ạ. Để anh hết cả nước nhà, giờ anh phải lau nhà. anh, thôi em chia, chia, chia. Em bảo, từ từ em bảo, em hai, em tự khai nhá. Để em tự khai, để em tự khai, thằng anh Tuyền. Ý tưởng của ai chỉ biết. Của Tuyền. Của chạy kìa. Chốt vào cái này. Đấy nhá, mày em nha, anh thật nhá. Ôi, chết rồi. Ôi, chơi cho mát nhá. Đấy em khai nhá. Tiền còn còn em làm em tao quay. Tao chỉ biết làm video của mày và mày cầm cái thằng cầm mấy cái nó rồi. Nó nghĩ kịch bản. Video là video của mình. Quay nữa. Quay nữa. Rồi thôi. Thôi anh em ơi, mình hôm nay mình đã có cơ hội trả thù rồi nhá. Đấy, cảm ơn tất cả anh em đã giúp mình tạo cái màn trôn thành công rực rỡ. Tại ghét anh thật lâu lắm nên là hôm nay anh giúp mày trả thù luôn đấy. Ghét anh thật lâu lắm rồi ấy, ngày trước tôi làm suốt ngày bị anh đoán nặng. Đấy, thôi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip của Chiến nha. Và cảm thấy video này hay thì nhớ like và chia sẻ bạn. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ anh Chiến nha. Và đừng quên đăng ký kênh Chiến nha. Thôi, chào mọi người nha. Bye bye.